Vâng, xin chào mọi người, chào mừng các bác trở lại với trang kính cổ Kim Sương. Hôm nay lên ba kính cổ bọc vàng, đều là cái này là cổ Pháp và cổ Đức xưa nhá. Trước tiên lên mã số 01 trước. Tất cả các dòng kính cổ là em chia sẻ nhanh thôi, vì trong suốt quá trình hơn 20 năm bán tại nhà, chương trình giới thiệu quá nhiều rồi. Đây là con size 135 nhá. Đây là Pestfan. Đây là mã số 01 nhá. Héo năm tháng hoài mong thư gửi đi lâu rồi mà sao không đến? Cầu giữa nó có chuyện vuông và Percival số 20. Càng trái càng phải đều nó có một cái chuyện vuông. Đó là biểu tượng logo của hãng từ ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính em luôn luôn ghi bên giấy video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Về hình thức buôn bán, về thời gian bán hàng bên em đều ghi bên dưới video rất cẩn thận nhé. Về quy trình bọn mua bán hàng cũng rất là rõ ràng nhé. Bác nào chuyển khoản thì bác ship, bác nào chọn ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng em bán từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng liên suất quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Đấy, đó là điều hết sức lưu ý nhé. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội cũng hay qua địa chỉ nhà em xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ. Bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm. Đây là cái Vespa size 135. Cái dòng này ngày 140 em có đủ hết nhé. Giá là 3 triệu rưỡi nhé, gọi là 3.500k. Cái kính này sẽ là Pháp xưa, hàng chuẩn cao nhất, sản xuất thập kỷ 1950. Đó là mã số 01. Đấy, cái kính này thì cái càng trái càng phải thì nó đều hơi bị mòn chút xíu thôi. Tí đi đây. Bên trái nhiều hơn, bên phải tí ti đây. Bên phải nhìn kỹ phát hiện ra đấy, bên phải hầu như là không có. Chỉ yếu bên trái này đây. Thế thôi, giá là 3 triệu rưỡi nhé, hoặc là 3.500k. Cái dòng này bác mua về hay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhé, đều được hết. Một cái kính giải quyết nhiều tính năng, mà quan trọng giá thành hợp tình hợp lý ví. Mã số 01 em hạ xuống này. Tiếp theo mã số 02. Mã số 02 đây là cái Findor size 140, cũng là của Pháp. Ngày 140 mà size bài to, khá to luôn đấy. Phin đo màu vàng của Pháp xưa nhá, size 140. Tất cả các dòng phin đo Pestva này thì bác sau mua về có thể thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị để được hết. Một cái kính này giải quyết nhiều tính năng, mà quan trọng giá thành hợp tình hợp lý phí ạ. Rất mới, rất đẹp và quan trọng là nguyên zin. Bọc vàng sáng gương này nó làm thật như thế, rất mới, rất đẹp nhá, bằng nguyên zin. Đấy, cầu giữa nó có cái chuyện vuông này, càng bên trái và càng phải đều có chữ phin đo. Cái kính này bên càng phải nó hơi lấm tấm, thế thôi, mua thế thôi, còn chả có gì. Còn mặt tiền ngoài trước rất là đẹp và xuất sắc. Đây, càng trái càng phải đều có chữ phin đo đây. Thông tin về kính rất là rõ ràng nhé. Đấy. Đây, càng bên ảnh thế này, bên trái cái này là bên trái nhé, cũng thế này. Đấy, rất rõ ràng luôn. Và cái kính này có giá 3.700.000, luôn là mã số 02, giá là 3.700.000, gọi là 3.700k nhé. Em hạ mã số 02 xuống, bây giờ chuyển sang mã số 03. Mã số 03 đây là cây Marichat size 130, lại mới về thêm cây này, nhưng mà tuy nhiên nó size 3 hecto to đấy, 130 bản rất to luôn. Mavic chữ H. Dòng Mavic chữ H thì nó có rất nhiều đời và rất nhiều cái form dáng khác nhau. Mỗi một form dáng thì nó sẽ cho lên một cái kiểu dáng hơi khác nhau. Và tuy nhiên, và mỗi một size số hay mỗi một form dáng giá cũng khác nhau. Và độ mới, độ đẹp, giá cũng khác nhau, chênh nhau từ vài trăm đến vài triệu. Tùy theo cái độ mới, độ đẹp và tùy theo form dáng, kiểu dáng, form dáng. Vì hãng nó làm thì nó sẽ làm do rất nhiều kiểu form dáng khác nhau, để cho người dân có nhiều quyền sự lựa chọn. Cầu giữa nó cho Optima 20 micron, càng phải là 130, càng trái là Mavic 130. Nguyên zin nhá, đây là mắt thủy tinh nhá. Bác là xong thích bỏ mắt đi thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhá. Đấy, cầu giữa này
Optima 20 micron này, rất là rõ ràng luôn. Đấy. Càng trái là Mavic 130 này. Thông tin về kính thì bây giờ bên em ghi bên giấy video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đây là càng phải số 130 này, rất rõ ràng. Đấy. Bác nào mà thích nhẫn Mỹ thì bảo em nhé, em sẽ bán cái nhẫn Mỹ này nhé. Đấy, bác nào thích nhẫn Mỹ thì cứ bảo em. 30 này. Cái kính này giá rất êm ái thôi. 8 triệu rưỡi còn tái 1500k, rẻ hơn rất nhiều. Trước đây là cái này em bán toàn là 9 đồng, 9 đồng rưỡi, 10 triệu. Bây giờ bán chỉ có 8 triệu rưỡi. Để trên cái bác của em hơn 20 năm bán tại nhà và được Trường Chinh. Thì bên em nhập lô kính cổ đồ cổ xưa giá tốt, giá hạt tầng hợp lý phí thì em bán nó giá tốt, hạt tầng hợp lý cho tất cả các bác. Trước cho đủ quyền chơi, nay cho đủ quyền chơi. Để lưu ý nhá về cái dòng kính này, Mavic Chat này và nhiều dòng kính cổ khác thì bác hãy lưu ý nhá. Em phải nhấn mạnh lại vì thế, bởi vì là rất nhiều đối tượng giả danh bán giống hệt kính này, bán ra 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, bán ở cổng siêu thị Bao An này, cổng trung tâm thương mại rồi ngõ 126 của Linh phường Long Biên, quận Long Biên này, rồi đường Nguyễn Trường Tộ, quán nước, quán trà đá, quán xôi chè, cổng khu tập thể, chân chung cư, chân tòa nhà. Bởi vì sao? Rất nhiều anh em bị dính khi em hỏi ở đâu, hoặc là một số bác khi em đi thẩm định giá thì các bác nói những cái địa chỉ đấy ra. Thì nay em chia sẻ lại để các bác làm sao nắm bắt được mua kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ. Mình phải chọn cái địa chỉ và chọn người con trai am hiểu kính cổ đồ cổ xưa, có thương uy tín hơn 20 năm, địa chỉ và số điện thoại luôn luôn phải gắn liền, ghim trên tường, địa chỉ số điện thoại ghim trên tường, gắn liền trên tường hơn 20 năm, thương hiệu uy tín thì hãng mua. Và nên mục sở thị nhà có làm xe bao an vạn được, tuyệt đối không mua cái địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, địa chỉ mơ nhà nơi. Đặc biệt hơn là đối tượng nó giấu địa chỉ xong thời gian thay đổi địa chỉ là tuyệt đối. Đặc biệt là cái sim số đẹp 11 số tam quý tứ quý 32 36 38 39 tứ quý năm nhé, đang bán tràn lan trên mạng xã hội nhưng mà là không địa chỉ đâu, thì đa phần là mập mờ ăn chơi vớ vẩn, em dám khẳng định điều đó luôn. Ngay cả nước ngoài thì em cũng kể chuyện về rất nhiều lần, chuyến công tác nước ngoài của em là cũng mua như các bác, cũng hẹn chỗ nọ rồi hẹn, cũng hẹn ở bến xe buýt, cũng hẹn ở công viên, cổng công viên, cũng hẹn ở dòng sông, ví dụ nó có một đoạn dòng sông thì hẹn ở cái cột đèn gì đấy. Đấy, hoặc ví dụ như là bên vợ ngày xưa đi Paris thì bà đứng dưới chân tòa nhà của nhà thờ Đức Bà nhá, mẹ thế đâu hẹn đấy cùng mua cũng amateur, nhưng vì sao rút kinh nghiệm mình đến tận nơi đi xa mấy chục cây, bất công đi mấy chục cây cũng được, nhưng mà mình mua được cái hàng nó chuẩn hàng mà bán giá lại rất là tốt luôn đấy. Chứ còn mua những cái địa chỉ nó không rõ ràng mà đa phần là dính hàng kém chất lượng, 100% luôn. Việt Nam và lưu manh hóa hơn. Vừa rồi là các độ chia sẻ quan điểm nhé, không lên lớp một đời. Vì những năm tháng công tác nước ngoài ấy, thì em luôn luôn rút ra cho mình kinh nghiệm. Nay em chia sẻ lại để các bác làm sao mua về đồ cổ đồ xưa nên chọn cái nơi có thương hiệu uy tín hơn 20 năm. Địa chỉ và số điện thoại nó phải gắn liền trên tường, ghi trên tường. Trong nước ngoài nước cũng phải như thế. Vâng, rất cảm ơn. Xin chào, gặp lại bên sau.